nằm trong hội chứng thận hư luôn mà. Định nghĩa hội chứng thận hư là có cái tiểu lipid mà có rối loạn mỡ máu mà, đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi chị, dạ. Còn đang biến chứng sao có đông máu toàn bộ trong này à? Dạ cái trong cái hội chứng thận hư nó có cái tình trạng rối loạn đông máu chị, có cái hình thành huyết khối nên em là cái đông máu toàn bộ. Hình thành huyết khối thì dựa vô cái gì để mình biết được là có hình thành huyết khối? Dạ trên lâm sàng thì bệnh nhân có cái phù không đối xứng hoặc có một số yếu tố nguy cơ của cái hình thành huyết khối như là nằm bất động một chỗ hoặc là có giãn tĩnh mạch chi dưới gì. Ý là bây giờ em làm đông máu toàn bộ thì nó cho em cái thông tin đó không? Cái thông tin mà có huyết khối không? Bây giờ không chị em đổ qua là cái D-dimer. Ừ, làm đi mơ Dạ chứ đâu có toàn dạ bộ có ý nghĩa gì đâu. Đâu có dạ toàn bộ dạ cho em ABTT gì gì thì mấy ca mà xơ gan á, đồng ý. Mấy ca dạ mà dạ có em muốn chẩn đoán phân biệt cái phù này do gan á thì chị chấp nhận. dạ Ha. Thì cái đó nằm trong cái cận lâm sàng để chẩn đoán phân biệt. Nhưng mà ngược lại ở phía trên đó là em phải có chẩn đoán phân biệt với em là phù này là do xơ gan, do bệnh lý gan. Còn dạ này cho tại em vô nó ca không bị viêm gan rồi cho nên là chị nghĩ là chỗ này là không có đông máu toàn bộ bé dạ. rồi. Phosphor máu, canxi máu với BTH để làm gì? Ca này tiện căn thì không suy thận, vô thì không có thiểu niệu vô niệu gì hết thì lý do gì làm cái bộ đó? Hưng trả lời. Dạ, Em cái thấy là này ở là trong cái biến chứng mạng nó có mấy cái mà các rối loạn chuyển hóa khác đó chị, là có đề ừ. nghị làm mấy dạ. Làm gì? Rối Dạ loạn em thấy gì? là có đề dạ rối loạn là như giảm canxi máu, cường cảm giác thứ phát. Rồi mấy cái loãng xương, viêm xương sơ hóa. Nên là em đề nghị là DPH là để tầm soát cái cường cảm giác. Còn cái phốt pha máu Ủa, với biến chứng đó canxi là máu biến thì chứng giảm của bệnh canxi. gì vậy? Dạ, hội chứng thận hư chị. Có cái biến chứng mạn ở trong sắc duyên. Biến chứng đó là biến chứng của suy thận đúng không? Khi nào hội chứng thận hư mà qua suy thận á, thì em sẽ làm những cái đó. Dạ. Ừ. Còn này bệnh nhân không có suy thận gì hết trơn á, hội chứng thận hư thì mới có một tháng nay bắt đầu phù thôi. À chị nói nè, phù một bệnh nhân mà xuất hiện phù lúc nào em cũng phải hỏi là trước giờ đã từng phù giống như vậy chưa và có điều trị gì hay không nha. Tại nhiều khi có những người hội chứng thận hư vô với mình là không phải là phù lần đầu, phù thoáng qua một hai lần gì đó nhưng điều trị không tới nơi tới chốn. À. Còn những người mà phù lần đầu thì mình không nói rồi. Rồi em tiếp đi, tiếp qua số 3 đi.
Đặt cái tay cho chị coi. Rồi các bạn cho chị ý kiến trên cái tay này nha. Giờ cái này bạn cho nó xác định là hội chứng thận hư có tràn dịch màng phổi, cho nên là cái tràn dịch màng phổi gây khó thở cho bệnh nhân ha. Trên cái nền là có rối loạn lipid máu, có tăng huyết áp. Rồi điều trị như vậy được chưa? Bạn nào có ý kiến? Bạn nào có ý kiến nè? Thì em có ý kiến cái chỗ liều prednisone thì là liều điều trị là 1 mg bạc ký trên ngày, mà liều tối cái liều tối đa nó em nhớ là như là người lớn là 80 á, thì như cái liều này là chưa đủ chị. Là nhiêu bà này bao nhiêu ký? Bà này là em thấy bà ghi là 58 ký lúc bình thường. Rồi thì là cho 60 đi. 60 bây giờ Hưng tính sao ra được 3 viên nhà Hưng? Dạ thưa chị, cái liều Meron này của bạn tính đúng rồi chị. À, tại bệnh nhân này cho là 60 kg, thì như bạn Huy nói á, là dùng prednisone là 1 mg bạc ký trên ngày, thì là cái đó là liều prednisone, còn cái này là methylprednisolone thì mình quy đổi ra là 48, thì bạn dùng 3 viên này là đúng liều. Các em có biết cách tính không? Nói cho bạn khác biết kìa. Dạ, thưa chị là em nhớ là cái prednisone là cái hiệu lực của nó là 4, còn cái methylprednisolone là 5, cho nên là cái mình lấy liều prednisone mình nhân 4 chia 5. Giờ vậy ha, một viên pred của mình á, tức là cái liều 1 mg trên 1 kg cân nặng nó tính theo số mg của prednisone, được chưa? Thì prednisone của mình là 5 mg, vậy thì là 60 mg trên trong một ngày đúng không? 1 mg bạc ký có một ngày, thì bà này 60 kg là 60 mg gì? 60 mg mà xài viên pred 5 á thì là bao nhiêu viên? Dạ, 12 viên. Rồi 12 viên. Vậy thì một viên pred 5 là bằng một viên metin prednisolone 4 mg. Được chưa? Vậy thì 12 viên pred đó thì bằng 12 viên metin 4. Được không? Không có đứa nào trả lời hết trơn, nghe được hay không? Dạ được chị. Rồi, vậy thì metin 4, 12 viên metin 4 á, thì là bằng mấy viên metin 16? Dạ 3 viên. Mình biết cách tính như vậy á, để ca nào mình cũng làm được trơn á. Vậy là bạn cho liều Meron đó là chị thấy ok rồi. Nhưng mà vẫn có cái trong đó chị đang muốn hỏi mấy em, cái ta đó được chưa? Vẫn có chỗ cần phải hỏi á. Giờ cách nhập viện một tuần là bệnh nhân đã đi khám và uống bác sĩ kê cho là uống lợi tiểu 2 viên một ngày. Cộng thêm cái thuốc gì ta? Hưng. Dạ là atorvastatin chị 20. Đó, có lợi tiểu là 2 viên, bà vẫn đang uống lợi tiểu 2 viên mà bà phù, bà vẫn còn phù,
mà khó thở thì lại càng tăng lên. Cho nên là cách nhập viện 4 ngày bệnh nhân vào với mình. Đúng không? Bây giờ vô em. Đúng không? Em điều trị những cái vấn đề khó thở của bả là đặt lên phía trên hàng đầu đúng không? Mà đang nghĩ là khó thở này là do quá tải dịch. Tại vì em lại trừ cái bệnh mạch vành là chứ gì? Cái này có làm lại men tim lần hai chưa? Có làm men tim không? Dạ Chắc không không làm nghĩ ngay tới. tim không chị. Không làm luôn đúng không? Bác sĩ không nghĩ tới luôn cho nên không làm. Nghĩ khó thở là do quá tải dịch. Vậy nếu như nghĩ khó thở là do quá tải dịch thì bệnh nhân đang uống hai viên mà còn khó thở mà uống cả một tuần rồi, giờ vô em cũng cho tiếp tục hai viên, cái điều trị của em có gì thay đổi không? Em chỉ cho thêm cái meron vô thôi à. Dạ Thêm thì nữa cái là này bệnh anh chị nói tiếp nè, thêm nữa là bệnh nhân này đang xài cái Mivitel, đó là Tenmisạc tăng. Tenmisạc tăng phối hợp với lại hypochlorothiazide, tức là lợi tiểu thiazide. Thì tại sao em lại cắt bỏ cái đó mà em chuyển qua enalapril? dạ em thấy cái enalap cái ức chế men chuyển là nó em thấy nó cái làm giảm đàm niệu của chị, nên là em muốn em tính là để cái đó điều trị huyết áp rồi nó làm giảm đàm niệu luôn đó chị. cái Mivitel đó là Tenmisạc tăng đó em, Dạ cái nhưng mà Mivitel mà nhưng mà Mivitel có nghĩa là nếu như có nghĩa là mình sử dụng hai thuốc đó là thuốc nào cũng được hả chị, chứ không phải là ưu tiên cái sử dụng cái ức chế men chuyển hả chị? phải, tại vì cái toa thuốc bệnh nhân đang như vậy thì khi mà em đổi một cái toa thuốc khác thì em phải có lý do, là do cho bệnh viện hết thuốc không nói rồi, cái đó là cái lý do, đó là lý do khách quan rồi, không phải lý do mà liên quan đến vấn đề bệnh của bệnh nhân rồi. Nhưng mà cái chỗ này á, là em có ý đồ gì không mà em đổi qua ức chế men chuyển, tức là em có nhận thấy rằng mình đang đổi thuốc của bệnh nhân không? Dạ em biết, tại vì lúc đầu thì mà bệnh nhân sử dụng cái Temi sực tăng, nhưng mà em thấy cái giảm albumin máu chị, thấy giảm albumin máu thì với lại điều trị cái tăng huyết áp ở trong cái trường hợp này thì ưu tiên cái ức chế men chuyển, nên là em mới mới là chuyển qua cái ức chế men chuyển đó chị. Mấy bạn khác có đồng ý không? Tức là hạ huyết áp thì thằng Mikadis cũng hạ huyết áp được vậy, thằng Temi tăng cũng hạ huyết áp được vậy. Tại sao em không tăng liều cái Mikadis đó lên, cái Temi tăng nó lên mà em lại đổi ra một cái nhóm khác? Giờ chuyển qua nhóm này là ba ho là sao? Hỏi có bạn nào nói gì trơn vậy? Dạ chị ơi, nếu như Dạ ba họ thì chuyển qua cái tìm đi sạch tặng, nhưng mà chắc là em không biết là em làm có đúng hay không nữa. thì chị, là cái này em nghĩ là khi mà người ta đã dùng tới cái ức chế thụ thể thì mình không có quay lại cái ức chế men chuyển nữa. Em phải hỏi lại bệnh nhân nhớ ức chế men chuyển bà từng uống chưa, uống có bị ho hay không, tại vì cái đó hay có bị tác dụng phụ là ho khan do cái bradykinin đó. Thì hả, nhiều khi em lại quay ngược lại ức chế men chuyển là bệnh nhân là không hợp tác, là không xài nữa, không xài đâm ra nó lại mất cái hiệu quả thuốc mình đang muốn xài. Mấy cái thuốc nhóm thuốc ức chế men chuyển cơ thể là vì gì? Vì muốn giảm đạm niệu với lại muốn hạ huyết áp cho bệnh nhân.
Thì ca này là lúc vào huyết áp 140 đúng không? Chị thấy lúc em khám huyết áp 140. Thì với một viên Enalapril 10 mg hay là Tamiflu tăng 40 mg thì nó có thể hạ huyết áp cho bệnh nhân chưa? Thì mình xem xét, mình chỉnh, mình tăng liều ha. Các em nhớ rằng là cái thuốc ức chế men chuyển và ức chế thực thể nó có cái liều maximum á, để mà mình tăng lên tối đa để đạt cái hiệu quả giảm đạm niệu cho bệnh nhân ha. Tất nhiên là khi mà mình tăng liều mình phải để ý cái tác dụng phụ của nó. Tác dụng phụ của nó là cái chức năng thận ha, là kali máu ha. Thì ca này kali máu nó thấp cho nên là mình không có sợ, mình vẫn sử dụng thì tất nhiên là mình vẫn phải theo dõi ha. Còn mà cái điều trị mà bổ sung thêm cho cái hỗ trợ là ô mê gì gì thì chị ok thôi, cái đó thì đúng rồi. Rồi có bạn nào có ý kiến gì về cái bệnh án này nữa không? Dạ chị ơi, cái bệnh bệnh án này bệnh nhân này được mà bác sĩ ở khoa cho lọc à, cho truyền albumin đó chị, nhưng mà em không hiểu tại sao lại truyền đó chị. Ca này anh muốn minh là bao Dạ nhiêu? dạ thì chị, cái ca này em nghĩ nếu mà cho truyền albumin thì sẽ có hai chỉ định, một là bệnh nhân khởi động lợi tiểu nhưng mà cái albumin bệnh nhân thấp, thứ hai là cái bệnh nhân có thể là chập cái dịch màng phổi lượng lớn rồi để hoàn trả. Em nghĩ như vậy không biết có đúng không? Cái này có chập dịch màng phổi không chị? Không có chập, không chập gì hết. Bây giờ chị hỏi albumin bao nhiêu, nồng độ albumin là bao nhiêu? Bạn hỏi cái chuyện truyền albumin là đúng rồi đó. 18,6 gram trên lít. À, hơi thấp. Dạ. Em không biết là khi nào chị định để truyền, em không biết cái đó. Còn chỉ định truyền albumin đó, nếu như có chỉ định đó là dưới 25 gram trên lít. À. Nhưng mà hội chứng thận hư thì khi em truyền vô thì bệnh nhân sẽ đi tiểu ra, cho nên là mình chỉ định thường là bệnh nhân quá tải dịch, cái kiểu bệnh nhân khó thở giống như bà này nè, hoặc là bệnh nhân bị suy thận cấp, có nghĩa là dịch nó lôi hết ra ngoài mô kẽ, thì mình cho albumin để nó kéo ngược lại vào nội bào. Đó, thì sẽ cho albumin vì lý do đó, hoặc là bệnh nhân bị suy thận cấp, tổn thương thận cấp do giảm tưới máu thận thì mình muốn cho albumin để kéo dịch vào bớt, phù quá nhiều ha, phù quá căng mà không đáp ứng với điều trị đơn thuần với lợi tiểu không thì mình sẽ truyền albumin, và albumin nó phải thấp dưới 25. Còn thật ra albumin nó chỉ là điều trị triệu chứng thôi, thì cái gốc của nó vẫn là để giảm đạm niệu thì em phải xài thuốc ức chế cái tình trạng miễn dịch của bệnh nhân với lại cái giảm đạm niệu. Tuy nhiên là để mà chờ được cái hiệu quả của hai cái thuốc đó thì mình phải theo dõi diễn tiến bệnh nhân có xảy ra cái biến chứng cấp hay không, tức là có suy thận cấp hay không ha, hoặc là bệnh nhân khó thở theo cái kiểu mà quá tải dịch như bà này ha, thì bệnh nhân vẫn có chỉ định truyền albumin. Ca này albumin dưới 18 như vậy là có chỉ định truyền rồi đó em. Dạ. Em truyền albumin vô ha, em truyền albumin vô em kéo nước cho trong lòng mạch, sau đó em chích lợi tiểu thì lấy nước ra khỏi ha. Tức là mình đang cố tình là tát nước từ ở phía bên ngoài cái chỗ mà lý ra nó không được ở, tức là ở ngoài dịch mô kẽ, tát thẳng vô trong mạch máu, mình tát vô xong rồi bắt đầu mình lấy nước nó ra đó, để giảm tình trạng phù cho bệnh nhân á, giảm cái khó thở cho bệnh nhân á, ý là như vậy. Thì điều trị hội chứng thận hư ở người cao tuổi thì nó sẽ khó khăn hơn so với trẻ em, thì đa phần ở trẻ em á, thì hội chứng thận hư nó là cái sang thương á, là
MCD tức là minimal chain disease thì nó sẽ đáp ứng tốt với lại corticoid. Tuy nhiên đối với người lớn tuổi ha, thì những cái hội chứng tổn thương nguyên phát như thế này á, thì chỉ với cọt thì cái tỷ lệ mà nó đáp ứng nó thấp hơn, thậm chí là có nhiều người ta không đáp ứng luôn. Thì cái thời gian mà mình theo dõi cái điều trị này như thế nào? Hưng có đọc cái bài hội chứng tổn thương chưa? Bây giờ prednisone, metronidazole này em xài bao lâu với cái liều này? Rồi theo dõi cái gì? Rồi khi nào thì giảm liều? Dạ, xài trong 4 tuần. Sau đó dạ, xét nghiệm để đảm liều. Dạ, thưa chị, cái Meron này mình dùng từ 4 đến 16 tuần. Rồi mình theo dõi cái đạm niệm. Theo dõi đạm niệm sao? Dạ, thưa chị là theo dõi đạm niệm nó có còn hay không? Còn hay không ạ? Nếu như còn thì sao? Dạ, thưa chị là cái nếu mà mình sử dụng cái thời gian tối đa Meron thì mà cái đạm niệm nó vẫn còn thì mình đánh giá cái này là kháng cọt và mình phải sử dụng thêm những thuốc ức chế miễn dịch khác. Nó có những cái định nghĩa ha, có những cái định nghĩa hội chứng thận hư điều trị, cái chỗ điều trị là phụ thuộc corticoid nè, đúng không? Rồi gì nữa, các bạn coi cái bài đó chưa? Dạ thì chị là có liều cao, liều thấp và liều trung bình, rồi hội chứng thận hư kháng cọt. Rồi còn gì nữa? Dạ, hội chứng thận hư tái phát nhiều lần. Tái phát rồi còn tái gì tái phát nữa? Thường xuyên. Tái phát thường xuyên với tái phát không thường xuyên. Rồi đọc định nghĩa của những cái đó thôi. Giờ phải bắt học bài mới được. Chừng đi thi hả? Không có nhớ mấy cái này đâu. Bạn nào làm cái bệnh án này trả lời cho chị đi, đừng có để cái thời gian chết. Chị sắp hết giờ rồi đó, chị không có thời gian ngồi lâu với mẹ như vậy đâu nha. Giờ không về nhà đọc bài đi á. 3 giờ tới nơi rồi, chị phải có công chuyện của chị rồi. Các em học bài hội chứng thận hư này với tiến sĩ Bách đúng không? Gì vậy? Không đứa nào trả lời cho vậy? Dạ, bài hội chứng thận hư thầy bắt, nhưng mà trong bài thì thầy không có đề cập tới những cái định nghĩa này chị. Nhưng mà em có tìm thì em phát biểu, em đọc thử nha chị. Rồi, em đọc lên cho mấy bạn nha. Tại cái này chị yêu cầu bắt buộc tụi em phải biết nha. Ý 6 rồi, dạ, là mình qua điều trị rồi. Cho nên là em theo dõi điều trị rồi. Mình sẽ còn có những cái bước tiếp theo nữa chứ không phải chỉ dừng tới cái chỗ đó không ha. Thì là coi như là ca này là em chẩn đoán hội chứng thận hư là lần đầu tiên đi, thì em điều trị lần đầu em sẽ sử dụng red liều là 1 mg trên 1 kg cân nặng trong một ngày ha. Thì mình theo dõi như thế nào, xài trong thời gian bao lâu với liều này ha, rồi mình đánh giá cái tái phát, đánh giá tái phát thường xuyên không thường xuyên, lệ thuộc cọt hay là kháng cọt như thế nào, nó có tiêu chuẩn hết ha. Thì bạn nào bạn đọc được thì bạn nói cho chị nghe, nói cho các bạn cùng nghe luôn, học bài luôn. Dạ, cái định nghĩa lui bệnh hoàn toàn là giảm đạm niệu nhỏ hơn 0,3 gram trên ngày, hoặc là cái tỷ số progranulin retinal nhỏ hơn 300 mg, nhỏ hơn 30 mg trên milimol, creatin máu ổn định và albumin máu thì lớn hơn 3,5 gram trên decilit. Còn lui bình không hoàn toàn ấy, thì cái đạm niệu nó từ là 0,3 đến 3,5 gram trên ngày. Cái tỷ số protein creatin niệu là từ 30 tới 350 mg trên milimol và giảm hơn 50% so với nền. Còn tái phát là đạm niệu lớn hơn 3,5 gram trên ngày hoặc là protein creatin niệu lớn hơn 300 mg trên milimol sau khi đã đạt được cái lưu bình hoàn toàn.
Còn kháng cọt là đàm Khoan, niều vẫn tái còn phát lớn như hơn. thế nào gọi là thường Dạ. xuyên, như thế nào gọi là không thường xuyên? Dạ, tái phát thường xuyên là lớn hơn 2 lần tái phát trong 6 tháng hoặc là 4 lần trong 12 tháng. Còn không thường xuyên là như là một lần trong 6 lớn hơn bằng 1 lần trong 6 tháng và 3 lần trong 12 tháng. Dưới 2 lần trong 6 tháng. Dạ. À, thì nó sẽ ngược lại với thằng không thường xuyên, tức là dưới 2 lần trong 6 Dạ. tháng hoặc là dưới 4 lần trong 1 năm. Dạ. Dạ. Dạ thưa chị, em xin bổ sung cái định nghĩa của bạn á chị. Thì trong cái lùi bệnh hoàn toàn hoặc là lùi bệnh một phần á, thì cái đạm niệu và trên creatinine niệu á của bạn thì nó phải trong 3 ngày liên tiếp, và cái chỗ chỉ số á chị, thì em có cái tài liệu khác bạn một xíu là đạm niệu trên creatinine niệu nhỏ hơn 20 mg trên milimol. Hai mươi với 30 nó khác nhau chỗ đơn vị em, miligam trên milimol với miligam trên gam á, Dạ. nó là phân chia. Thì các em mở ra cái chỗ mà tiểu microalbumin, với lại macroalbumin nó sẽ có cái mốc là 30 300 đối với cái đơn vị là miligam trên gam, còn nếu như em lấy đơn vị là miligam trên milimol á thì nó là 20 với 200. Nói chung là em nói là tương tự nhau, với nó chỉ khác đơn vị thôi, là chứ không có gì Dạ, thì chị còn cái định nghĩa kháng corticoid thì như mình hết nói hồi nãy là mình sử dụng liều tấn công là từ 4 đến 16 tuần, thì khi mà trơn á. sử dụng 4 đến 16 tuần mà nó không mà bệnh nhân xét nghiệm lại đạm niệu vẫn còn thì mình đánh giá cái này là kháng cọt. Còn nếu mà bệnh nhân đáp ứng và đạm niệu âm tính về âm tính thì mình sẽ giảm liều dần. Còn cái giảm liều dần này thì em thấy có nhiều cái tài liệu khác nhau ấy. Thường là giảm từ ví dụ như bệnh nhân đang sử dụng 80 mg cách ngày liên tục thì giảm về 60 cách ngày. Chị nói thêm giùm em cái khúc giảm liều á chị, thì mình sẽ giảm như thế nào? Giảm liều dần thì mình giảm liều dần trong vòng 6 tháng ha, giảm từ từ, giảm chậm thôi. Ví dụ như ca này là xài 3 viên gì thì em xài từ tối thiểu là 4 tuần. Nếu thấy bệnh nhân mà có đáp ứng, có cải thiện, mình theo dõi cái đạm niệu bằng bằng cái BCA đó, tức là tỷ số protein niệu trên creatinine niệu ha. Rồi mình sẽ giảm liều dần ha. Thì mình có thể kéo dài cái breath 1 mg này, tức là 3 viên này, trong có thể tới 16 tuần ha. Sau đó bắt đầu mình sẽ giảm dần trong 6 tháng thì mình sẽ giảm xuống là còn 2 viên hoặc là 2 viên rưỡi. Nhưng trong quá trình mình giảm mình phải theo dõi ha, nếu như bệnh nhân mà tái phát ngược lên có thể em phải tăng liều lại 2 viên xuống còn 1 viên rưỡi, xuống còn 1 viên ha, 1 viên, sau đó là hạ 1 viên 4, 1 viên 16, nửa viên 16, sau đó 1 viên 4 ha. Rồi sau đó nếu như 1 viên 4 mà được rồi em sẽ xài cách cách ngày đó, thì cái thời gian mà em giảm liều đó là có thể là mình sẽ kéo dài cho tới 1 năm. Nhưng mà phải nhớ là trong quá trình giảm liều vậy thì là coi chừng bệnh nhân sẽ bị tái phát lên ha, thì mình phải theo dõi ha. Thì theo dõi cái quan trọng nhất là mình theo dõi cái đạm niệu. À, đàm niệu với tình trạng tiểu máu, nếu như bệnh nhân có tiểu máu ha. Thì đối với những ca mà mình xác định là kháng cọt thì mình sẽ thay đổi cái phương pháp điều trị của mình ha. Thì nếu như corticoid không xài được nữa thì mình không đạt được cái lùi bệnh thì mình có thể chuyển sang cái thuốc độc tế bào khác, ví dụ như là cái cyclosporine cyclosporine A á, thì cái liều của nó là 3 đến 5 mg trên 1 kg cân nặng trong 1 ngày, thì cái thời gian mình điều trị cái này nó kéo dài hơn ha, 6 tháng, 4 đến 6 tháng. Hoặc đó là có những bệnh nhân thì mình không chuyển hẳn, tức là mình không cắt hẳn cái thằng corticoid mà mình vẫn duy trì ở cái meron, ở cái liều thấp. À, tức là corticoid liều thấp và phối hợp thêm một cái nhóm thuốc độc tế bào khác ha.
Thì metinprednisolone nó có thể mình duy trì ở cái liều thấp là 4 mg hoặc là 16 mg hoặc là nửa viên 16 mg. Kèm theo đó là em phối hợp thêm những cái nhóm thuốc khác như là cyclosporine hay là cyclophosphamide ha. Tùy vào là bệnh nhân á, là nữ hay không, rồi có mong muốn có thai hay không. Nói chung là nó sẽ liên quan đến nhiều cái, vì là mỗi nhóm thuốc nó sẽ có những cái tác dụng phụ nhất định. Nó liên quan đến chuyện là bệnh nhân mong muốn có con hay không nữa. Thì tất nhiên những cái ca đó mà khi đã xài những cái phác đồ điều trị này á, mà trong quá trình là bệnh nhân đang hội chứng thận hư mà có cần phù toàn thân mà đang ấy như vậy á, mình đang sử dụng liều cao vậy thì khuyên bệnh nhân là không nên có thai. Khuyên bệnh nhân không nên có thai vì nó đang không ổn. Thì phải là đạt cái bệnh nó lui bệnh và nó duy trì ổn định cái lui bệnh đó, thì lúc đó mình mới cho phép bệnh nhân là có thai. Thì đặc biệt đó, mấy em nhớ là đối với bệnh nhân mà xài PrEP corticoid lâu ngày ha, điều trị kéo dài, thì những cái tác dụng phụ của corticoid ha không chỉ là trên cái đường tiêu hóa không mà nó còn cả ảnh hưởng đến cái rối loạn dung nạp đường huyết. Bệnh nhân có thể bị tiểu đường do corticoid luôn á, đó là cái hậu quả ha. Hoặc là đơn giản hơn là bệnh nhân bị kết sưng, rậm lông, mặt người ta là nữ, nhiều khi mấy em sẽ thấy là người ta không chấp nhận được chuyện đó. Da mặt lông nó đổ lông rậm mà nó đen luôn cái mặt luôn, da nó đen nó sạm, da mặt thì tròn nổi mụn ha. Có nhiều người bị nổi mụn, nổi đầy mặt đầy lưng ha, tay chân luôn. Thì những cái trường hợp đó người ta yêu cầu thì mình cũng vẫn phải đổi ha, vẫn phải đổi, mình duy trì liều thấp và mình đổi sang một cái nhóm thuốc khác. Cái đó là cái đi sâu vô trong cái phần điều trị ha. Thì bây giờ ca này á thì em vẫn phải chờ kết quả sinh thiết thận ha, vẫn phải chờ kết quả sinh thiết thận của ca này. Vì là hội chứng thận hư ở người cao tuổi thì cái điều trị á, nó gặp nhiều khó khăn hơn. Ai mà đáp ứng được thì đó là cái may mắn. Thì khi mà mình sinh thiết ra chắc chắn là cái sang thương của họ sẽ là tối thiểu. Thì nó mới đáp ứng tốt đến như vậy. Còn nếu như không thì đa phần thì nó sẽ là ở cái nhóm mà FSCS. Hoặc còn nếu như mà bệnh cầu thận màng thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Vì bệnh cầu thận màng á là có những cái biến chứng của nó ha, đặc biệt là cái nguy cơ tăng đông đó ha. Thì yêu cầu của mình tới Y6 này á, thì chị yêu cầu là tụi em nhớ cho chị mấy cái định nghĩa ha, lui bệnh như thế nào, tái phát, thường xuyên, không thường xuyên, lệ thuộc corticoid và kháng corticoid ha. Ngoài cái prednisone, ngoài cái corticoid ra thì có những nhóm thuốc nào điều trị cái hội chứng thận hư này, tức là ức chế miễn dịch, điều trị ức chế miễn dịch trong cái tình trạng bệnh nhân bị hội chứng thận hư này, và tác dụng phụ của những cái thuốc đó ha, kể cả tác dụng phụ của corticoid nữa đó. Thì mình phải đi đến cái mình phải biết được, nắm được những cái chuyện này ha. Loãng xương nữa ha, còn có nhiều người bị rối loạn tâm thần nữa mấy em. Nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm. Người xài corticoid lâu năm quá loãng xương, gãy xương tự phát, kinh khủng ha. Cho nên là nhiều khi mà mình phải phát hiện sớm, mình đau mật độ xương và mình phải điều trị cái loãng xương cho bệnh nhân nữa đó. Rồi các bạn nào hỏi ý kiến gì nữa không? 3 giờ đó. Chị ơi cho em hỏi một câu là cái mà dùng cọt có chị là chị nói là tối thiểu là dùng 4 tuần cái liều tấn công, nghĩa là mình sẽ là sau 4 tuần là mình sẽ kiểm tra lại đạm niệu cho bệnh nhân, hay là khi mình thấy bệnh nhân giảm phù rồi thì mình có thể kiểm tra đạm niệu rồi mình nếu mà âm tính trong 3 ngày liên tiếp thì mình giảm liều được chị? Không, tối thiểu 4 tuần là em không được giảm nha. Trong 4 tuần là em phải xài cho chị cái liều 1 mg trên 1 kg cân nặng, không giảm liều, không giảm liều sớm. Chị đã nói là tối thiểu là phải 4 tuần, là bắt buộc phải 4 tuần. Rồi Dạ, vậy là sau 4 trong thời tuần gian đó mình đó, trong thời gian đó em vẫn xài cái liều đó, nhưng mà em phải theo dõi tác dụng phụ của bệnh nhân
Em xài corticoid thì em sẽ thấy là kali nó hơi hạ nè, rồi bệnh nhân bị đau bao tử nè, thì những cái triệu chứng nó nhẹ 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 trước tiên ha đó. Tay chân bủn rủn do bị rối loạn điện giải hạ kali chẳng hạn như vậy đó. Thì mình xài cọt liều cao mà 1 mg trên 1 kg cân nặng là nó chế, đó là liều chế miễn dịch rồi ha. Đồng thời phải theo dõi gì nữa, biến chứng nhiễm trùng cơ hội nữa ha. Có nhiều người nhạy cảm ha, tự nhiên cái nó lại bị nhiễm trùng cơ hội, thì trong trong 4 tuần mình đừng thay đổi cái liều corticoid, nó vẫn là 1 mg trên 1 kg cân nặng. Sau 4 tuần, rồi em mới coi những cái tác dụng phụ bệnh nhân có chấp nhận được hay không chấp nhận được đó, thì bắt đầu mới giảm liều xuống. Ví dụ như là kết sưng nè, nổi mụn nè, mặt tròn như mặt trăng nè, rậm lông nè. Nữ nó không có chấp nhận được những chuyện đó đâu, có nhiều bạn người ta không có chịu được ha. Thì có thể em giảm liều dần cho bệnh nhân, và đồng thời cái việc giảm liều mình phải coi là rằng là khi giảm liều như vậy á, thì cái đạm niệu nó có tăng lên ngược trở lại hay không ha. Thì cái mà mình theo dõi á, thì mình không có lấy cái đạm niệu 24 giờ để mình theo dõi nha, cái đó bất tiện cho bệnh nhân lắm. Theo dõi bằng cái đó thì đến khi nào mình mới có kết quả thì em theo dõi bằng cái tổng phân tích nước tiểu, cái que nhúng 10 một thông số của mình á. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Thì yêu cầu đối với hội chứng thận hư tới đây là ok rồi đó. Mấy em làm sao mà chắc cho chị tới chỗ này ha. Thì nhớ cái liều của mình là liều của prednisolone. Thì khi chuyển đổi các em phải biết cách chuyển đổi ha, để tính ra được cái số viên cho bệnh nhân. Đó. Rồi, được chưa? Về nhà đọc Dạ bài chị hồi ơi. cuốn sách của trường đại học y dược á. Bạn nào mới mới kêu chị á. À dạ à, em tính hỏi đọc ở đâu thì chị nói rồi. Ừ, đọc trong cái cuốn điều trị hội chứng thận hư của trường đại học y dược á, nó có cuốn cả cuốn triệu chứng, trong cuốn triệu chứng như có bài đó không ta, triệu chứng hình như là nó có bài chung hơn, nó là bài tiếp cận tiểu đạm hay sao á. Còn trong cái cuốn mà điều trị á, cuốn điều trị á, thì hình như là cô Ngọc Linh hay sao, cái bài của cổ ghi cũng kỹ về cái vấn đề điều trị thuốc như thế nào nào, cho nên là em coi trong đó đi, trong đó nó đầy đủ lắm á, định nghĩa cả cái kháng cọt rồi tái phát không thường xuyên không thường xuyên rồi lệ thuộc như thế nào ha, có đầy đủ. Và khi mà em đọc cái đó xong rồi, em có cái nền rồi, em chắc rồi á, thì bắt đầu em đọc thêm những cái nghiên cứu ha. Nói chung là cái điều trị hội chứng thận hư người cao tuổi á, là cho tới giờ này luôn á, thì là mấy cái thầy đầu ngành người ta cũng rất là đau đầu ha. Có người đáp ứng, người không đáp ứng, và khi không đáp ứng thì làm cái gì nữa, thì đó là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của từng bác sĩ ha. Mà nhiều khi á, là hết sách hết vở luôn cũng không có ra được cái gì hết trơn á. Rất là tội nghiệp cho bệnh nhân, những cái bệnh nhân nào mà có những bệnh lý này thì rất là mệt mỏi nha. Nhiều khi bệnh nhân đi tới cái suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận luôn. Tức là tiểu đạm và cái mốt dữ dội rồi nó qua nó tổn thương thận luôn và suy thận luôn ha, mất chức năng thận luôn. Thì các em sẽ thấy là những cái bạn mà như tuổi nhi đồng á, nó điều trị xong rồi sau đó nó qua nó đến cái tuổi trưởng thành á, 15 tuổi trở lên rồi thì nhi đồng hết nhận rồi, nó qua ở khoa chị á, thì những cái ca đó là hội chứng thận hư lâu năm rồi là nó cũng đi suy, cũng biến chứng tới suy thận ha. Thì chị đã gặp nhiều bạn rồi ha, mấy bạn trẻ trẻ cũng tội nghiệp lắm, thì suốt ngày là cứ mẹ đi theo thôi, mẹ đi theo, mẹ chăm, mẹ lo cho cái chuyện đó. Và cứ phải nhập viện hoài vì cái vấn đề mệt, khó thở, phù. Rồi khi mà nó suy thận thì nó sẽ tính đến cái chuyện là chạy thận, điều trị thay thế thận ha. Thì đến cái giai đoạn đó rồi thì có nhiều biến chứng nó xảy ra lắm ha. Thì mai mốt bạn nào mà đi chuyên sâu về thận thì sẽ thấy ha, sẽ gặp. Rồi, còn bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Không thôi mình nghỉ ha, Đấy, ba chị giờ. ơi, cho em hỏi một câu nữa chị, là em thấy cái chỉ định sinh tiết thận gì thì trên ca này á, nếu mà kết quả sinh tiết trả về thì
nó có ảnh hưởng gì tới cái thay đổi điều trị của mình ngay lập tức không? Có chứ, nãy chị vừa mới nói xong. Khả năng mà đáp ứng với corticoid đối với bệnh nhân mà MCD, tức là cái nhóm mà minimal change thì là ok. Tuy nhiên là FSGS thì coi chừng là không đáp ứng. Coi chừng thôi. Nhưng mà mình vẫn phải theo dõi cái phác đồ điều trị của mình và coi cái đáp ứng của bệnh nhân bằng cách là có giảm tình trạng phụ của bệnh nhân nè, tình trạng tiểu đạm của bệnh nhân, tình trạng tiểu máu của bệnh nhân như thế nào. Nhiều khi nó cái giải phẫu bệnh người ta đọc nó không có phù hợp với lâm sàng. Em vẫn theo lâm sàng là chính ha. Cái gì mình cũng phải dựa lâm sàng hết. Có những ca thấy lâm sàng nó đáp ứng như vậy mà trên phần giải phẫu bệnh thì nó lại không phải là MCD mà nó lại là một cái sang hương khác ha. Thì nhiều khi là mình không thể nào chỉ dựa vào cận lâm sàng. Thì cũng như tương tự như là những cái bệnh lý khác mà em dựa vào cận lâm sàng để em điều trị thì mình cũng không dựa vào cận lâm sàng. Như như suy tim cũng vậy nữa. Bệnh nhân NT-proBNP trên 35.000 chẳng hạn, em lấy ra em điều trị suy tim, em cho lợi tiểu dữ dội do em này nó kia đâu có, em điều trị dựa vào chứng của bệnh nhân đúng không? Đúng không? Hoặc là em thấy NT-proBNP trên 35.000 em cho nó suy tim, không có, em cho nó suy tim dựa vào lâm sàng là chính. Cho nên tất cả là mình phải dựa vào lâm sàng, đáp ứng thuốc của bệnh nhân như thế nào. À, rồi sau đó cái giải phẫu bệnh nó là cái giúp mình tham khảo. Tất nhiên nếu như nó phù hợp và nó tương xứng thì nó sẽ hỗ trợ mình. Còn nếu như mà nó có cái gì đó mà nó bất thường, nó nghịch thường đi thì mình vẫn phải dựa vào lâm sàng. Rồi, được chưa? Nghỉ hen. Ủa chừng nào tụi em thi vậy? Dạ, 3 tuần nữa chị. Còn lâu mà. Nhưng mà tụi em chỉ đi có 2 tuần ở khoa chị thôi hả? Dạ, mỗi nhóm đi được có 1 tuần. Lúc qua như một cơn gió ha. Giờ mấy em thời gian đi thực tập sao chị thấy nó ngắn quá vậy ta? Tụi em đi qua mà chị không nhớ mặt được một bạn nào luôn á. Hồi ngày xưa mấy bạn đi là chị nhớ dữ lắm á. Trong cái nhóm này có bạn nào muốn thi nội trú gì không? Có bạn Dũng với chị Dũng hả? Dũng dạ. Dũng là có đang đi khoa thận không? Dạ tuần sau đi với chị. Nó đâu rồi xong thấy nó lên tiếng. Dạ bạn đang bị covid chắc bằng mày cái chị. Rồi bạn có học ở đây không? Dạ có à. Ôi, Dũng đâu rồi? Mệt dữ vậy đó hả? Từ nãy giờ có nghe được chị không Dũng? Dạ em đâu có bị covid đâu chị. Ủa? Sao đồn ta tầm bậy vậy trời? Thôi được rồi ha, chị có công việc ha, bye bye tụi em nha. Dạ tụi em cảm ơn chị. Dạ tụi em cảm ơn chị ạ.